Đúng từ từ đó đi qua chụp phong cũng là ngày nhớ lại là cố thủ tướng Lưu Kim Cương đã chết ngày Tết Bổn Thân, có quen với lợi gia đình vợ, nên hôm nay bé An xin trình bày tác phẩm Anh Nằm Xuống, cũng là của Trịnh Công Sơn viết cho Lưu Kim Cương gần khi nằm xuống trong vào Tết Bổn Thân. Thank you.
Morning.